Xin chào tất cả các bạn, là Làm Vì Anh đây và CEO của Viện Mụn AB ngày hôm nay quay trở lại với chủ đề cách mà chúng ta rửa mặt đúng, liệu bạn đã biết hay chưa? Khi mà bạn đã lựa chọn được cho mình một dòng sữa rửa mặt phù hợp thì cách rửa mặt cũng rất là quan trọng và nó quyết định lên cái hành trình làm sạch da của các bạn có hoàn thiện hay không. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái cách rửa mặt. Ở đây Mỹ Anh đang chia sẻ dưới góc độ là kinh nghiệm của bản thân mình đã trải qua hành trình hơn 10 năm tự chăm sóc da và điều trị cho làn da mụn của mình. Bên cạnh đó thì cũng là kinh nghiệm mà Mỹ Anh đã được chăm sóc và phục vụ cho hàng trăm hàng ngàn khách hàng làm đẹp online cũng như là tận spa của mình. Thành ra Mỹ Anh chia sẻ dưới góc độ hoàn toàn thực tế. Nếu như các bạn cảm thấy hay thì chúng ta có thể áp dụng. Nếu như chúng ta cảm thấy không phù hợp, chúng ta có thể bỏ qua nhé. Vậy thì ở đây Mỹ Anh chia sẻ về cái cách mà chúng ta rửa mặt. Đầu tiên là chúng ta có cách truyền thống nhất là chúng ta sử dụng bằng tay. Và thường khi chúng ta sử dụng bằng tay thì các bạn hay sử dụng bằng thao tác là chúng ta cho sữa rửa mặt lên tay và chúng ta tạt bọt, sau đó thì chúng ta làm ướt làn da và chúng ta bắt đầu quy trình rửa mặt, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây ngày hôm nay Mỹ Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta hai cách rửa mặt. Thứ nhất là chúng ta rửa bằng tay truyền thống giống như cách mà chúng ta vẫn biết từ xưa tới giờ. Thì cái thao tác và quy trình như thế nào, làm sao để cho mà da chúng ta luôn săn chắc và khỏe, không bị lão hóa và chảy xệ, thì chúng ta cũng làm đầu tiên là làm ướt làn mặt của chúng ta. Thứ hai, chúng ta cho sữa rửa mặt lên lòng bàn tay và chúng ta đánh tan ra để nó tạo ra cái lượng bọt. Và lượng bọt này nó tạo nên thì phản ứng xà phòng hóa đã diễn ra. Nó sẽ giúp cho làn da của bạn đỡ bị khô khi mà chúng ta rửa trực tiếp sữa rửa mặt lên mặt nhé. Và cái điều quan trọng ở đây là khi mà bạn tạo bọt ra như vậy thì bạn dễ massage trên làn da mình hơn rất là nhiều. Và khi chúng ta đặt sữa rửa mặt lên làn da thì chúng ta sẽ có thao tác đó là dàn sữa rửa mặt. Được chưa ạ? Chúng ta dàn sữa rửa mặt. Được chưa ạ nha? Sau khi chúng ta dàn sữa rửa mặt xong rồi thì thao tác của chúng ta là xoay tròn và chúng ta rửa từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, thì làn da của chúng ta sẽ săn hơn. Đó sẽ thay thế cho thói quen của một số bạn rằng là chúng ta sẽ rửa từ trên xuống. Có nhiều bạn bôi sữa mặt xong rửa như này. Và cách rửa như thế này bạn sẽ làm cho làn da của mình chảy xệ theo thời gian. Một ngày không sao, hai ngày không sao, như là một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, da của bạn sẽ thay đổi. Nếu như bạn cứ dùng một cái lực để tì xuống như thế này, da của bạn sẽ mỏng và nó rất là dễ hình thành nếp nhăn ở đuôi mắt và hình thành nếp nhăn ở khóe miệng cũng như là ở dưới phần miệng của chúng ta sẽ bị chảy xệ phần má này xuống. Vậy thì chúng ta hãy dùng thao tác đúng kỹ thuật nhé để giúp cho làn da của mình săn, khỏe, chắc mà không bị lão hóa. Đó là chúng ta dàn sữa rửa mặt xong. Hôm nay Mỹ Anh chỉ làm bằng thao tác mô phỏng, còn các bạn sẽ thực hành theo nhé. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ rửa, chúng ta sẽ massage từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, mọi người nhìn thấy đúng không ạ? Và với Mỹ Anh chia sẻ một kinh nghiệm để giúp cho những bạn nào có làn da nhờn, hỗn hợp và đặc biệt là những bạn mà dễ có cái làn da dày và đó không đẹp, nó nôm na là nó không có được mỡn á, thì bạn rất là dễ bị cái vùng chữ T của chúng ta là từ đây xuống đây cộng với hai bên má này của chúng ta thì lỗ chân lông rất là to và da ở đây rất là dày. Cái quy trình rửa mặt của chúng ta nó làm cho làn da của chúng ta dày lên. Vậy thì các bạn cần thay đổi xem thử kết quả sẽ như thế nào nhé. Là chúng ta ưu tiên rửa vùng chữ T này trước, từ cằm lên tới trán, sau đó ra hai bên má này chúng ta rửa sạch, ưu tiên rửa đầu tiên, bởi vì cái lượng sữa rửa mặt khi mà chúng ta mới lấy ra đó, nó sẽ có tính tính kìm mạnh hơn, nó sẽ làm sạch sâu cái lượng bã nhờn mà chúng ta cần làm sạch ở vùng chữ T này hơn. Sau đó thì các bạn mới dùng lượng bọt còn lại cuối cùng đó, thì các bạn rửa phần má, thì má của các bạn sẽ không chuyển sang chế độ là da bị khô, các bạn nhớ không ạ? Vậy thì cách này Mỹ Anh đã sử dụng hơn 10 năm nay thì nó giúp cho làn da của mình cực kỳ đều về chế độ độ ẩm cũng như là nó giữ một cái độ trẻ hóa trên làn da rất là đều. Các bạn hãy thử đi nhé. Và chúng ta sẽ rửa từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Sau đây chúng ta ưu tiên rửa những cái vùng góc khuất là ở dưới mép môi của chúng ta, hai bên khóe miệng của chúng ta rất là dễ bị đọng lại những cái sợi bã nhờn và nó hình thành mụn cám cũng như là mụn đầu đen. Nên là các bạn lưu ý nhé, chúng ta rửa rất là sạch ở cái vùng này. Được chưa? Rồi, và sau đó thì chúng ta sẽ rửa lên cái phần hốc mũi. Rất nhiều bạn đã để cho phần mũi của chúng ta rất là nhiều tuyến bã nhờn và nó dẫn đến là mụn viêm. Sau đó thì nó để lại rất là nhiều cái vết sẹo rỗ, li ti. Thực ra nó rất là đáng tiếc, trong bạn sẽ già đi rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ rửa toàn bộ cái vùng khóe mũi, sát cánh mũi, toàn bộ sống mũi và chúng ta rửa sạch vùng mũi này. Nếu như các bạn rửa theo thao tác này á, các bạn lấy sữa rửa mặt và chúng bạn rửa vùng T trước, các da của bạn sẽ rất là sạch luôn. Sau đó chúng ta rửa ra hai phần má này. Được chưa ạ? Và chúng ta massage từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Và sau đó chúng ta sẽ massage lên phần trán. Được chưa ạ?
Và sau phần trán rồi thì chúng ta sẽ dùng phần tay để chúng ta rửa cái phần má còn lại. Vẫn là thao tác từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, được chưa ạ? Chúng ta xoay tròn như vậy. Chúng ta có thể rửa kỹ hơn ở bên đây, được chưa ạ? Chúng ta rửa đằng sau đây nữa để mà cái gương mặt của chúng ta nó sạch sâu và nó không bị tình trạng là mụn ở chân tóc nha các bạn. Đó. Và sau khi chúng ta rửa xong rồi thì chúng ta dùng nước để chúng ta rửa sạch. Chúng ta cũng rửa theo thao tác như vậy, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Tránh trường hợp là chúng ta cứ chà sát trên làn da của chúng ta từ trên xuống như này thì nó bị lão hóa và chảy xệ nhé các bạn. Vậy đó là cách rửa mặt mà Mian đã chia sẻ theo cách của truyền thống, chúng ta dùng bằng đôi tay, nhưng chúng ta hoàn toàn thay đổi vị trí và thao tác thì làn da của bạn sẽ được làm sạch hoàn toàn khác luôn đấy ạ. Cách thứ hai chính là chúng ta nhờ vào sự tác động của công cụ máy rửa mặt. Vậy thì rất là nhiều bạn đặt câu hỏi, bao nhiêu năm rồi và bao nhiêu thế hệ rồi chúng ta rửa bằng tay thì có làm sao đâu. Nhưng thật ra mình anh chia sẻ dưới góc độ là máy rửa mặt sẽ hỗ trợ cho những bạn có làn da nhờn, làn da hỗn hợp, làn da sần bì, làn da dày thì nó cực kỳ phù hợp cho các bạn ấy. Còn với những bạn có làn da nhạy cảm hoặc là làn da hơi mỏng thì chúng ta sử dụng bằng tay là ok rồi nhé. Vậy thì với những bạn mà có những cái làn da mà khó y ưa, khó chịu, chúng ta dễ bị bít tắc, dễ bị dầu nhờn, dễ bị lên mụn thì các bạn hãy thử sử dụng với máy rửa mặt nhé. Và máy rửa mặt thì có rất là nhiều loại trên thị trường. Bạn hãy lựa chọn một cái loại mà nó có những cái đầu silicone nó cực kỳ mềm. Và cái độ mềm đó nó tương ứng với độ mềm của lòng bàn tay của các bạn, nên nó sẽ rất là an toàn cho làn da của các bạn. Và khi dùng máy rửa mặt thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả như thế nào thì Mỹ Anh chia sẻ. Bản thân Mỹ Anh là người đã trải nghiệm gần 3 năm nay để sử dụng về máy rửa mặt thì Mỹ Anh có một cái kết quả mà nó vô cùng gọi là đạt mong muốn của mình, đó là nó làm sạch sâu hơn cái vùng cằm này và cái vùng khóe miệng này. Trước đây thì làn da của Mỹ Anh cũng khá là tương đối khỏe và đẹp. Tuy nhiên thì vùng miệng này thì thường xuyên là nó tối màu hơn và nó rất là dễ bị mụn ẩn từ lâu lâu, và khi mà đến những cái chu kỳ thì nó dễ lên mụn viêm. Thì các bạn sẽ hình dung là do chúng ta bị bít tắc ở dưới này nhiều, và khi mà chúng ta rửa bằng tay chúng ta không có làm sạch hết. Vậy thì khi mà dụng cụ á, thì nó sẽ giúp chúng ta làm sạch sâu ở những cái khóe này tốt hơn. Sau đó thì nó sẽ giúp chúng ta rửa cái phần mũi cũng rất là sạch khi mà cái thiết bị nó có thể nhỏ gọn và nó len lõi vào đây. Và cái công dụng thứ ba nữa là những cái thiết bị rửa mặt nó sẽ giúp cho làn da của bạn có một cái độ rung và đàn hồi, thì nó sẽ giúp cho da của bạn săn chắc hơn và nó sạch ở phần chân tóc rất là tốt. Nó hạn chế cho những bạn có làn tóc mà gọi là tóc dầu, dễ bị lên mụn chân tóc nhé. Vậy thì Mỹ Anh vừa chia sẻ cho các bạn hai cách rửa mặt theo truyền thống cũng như là theo sự hỗ trợ của thiết bị rửa mặt. Các bạn hãy thử đi và chờ đón kết quả. Và Mỹ Anh hy vọng rằng là những gì Mỹ Anh chia sẻ nó có thể giúp các bạn thêm một chút xíu nào đó thôi thì cũng là một điều hạnh phúc rồi. Hãy đừng quên cho Mỹ Anh một nút like, một nút share và đăng ký kênh của Mỹ Anh để chúng ta cùng nhau đi đến những hành trình chia sẻ và gieo hạt ở phía trước nhé. Chúng ta còn một hành trình chúng ta còn một hành trình tới 21 ngày thấu hiểu. Ngày hôm nay chúng ta đã đi qua ngày thứ 9 rồi. Chúc cho các bạn sẽ có được một cái bước đầu tiên, đó chính là sau bước rửa mặt chống nắng thì đến bước rửa mặt, bạn đã có những cái thay đổi ban đầu để giúp cho làn da của mình bước qua một cái trang mới. Với một cái hành trình mà chúng ta thấu hiểu nó và chúng ta làm đúng cách thì làn da của chúng ta sẽ rất là sạch, và sạch thì là sẽ đẹp và khỏe đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nhé.